ngày 11 tháng 3 năm 2014. Và tối nay tôi sẽ nói về bài kinh lợi ích của việc đi kinh hành ở trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 5. Trong cái buổi lúc bắt đầu của khóa tu thì tôi đã hướng dẫn cho quý vị cách thức ngồi thiền và cách thức đi kinh hành. Mặc dù là tôi đã nói về cái cách đi kinh hành, chúng ta quan sát như thế nào, nhưng đến khi trình pháp thì có rất nhiều các cái thiền sinh lại không có thể miêu tả, không có thể nói tốt được về cái việc quan sát trong khi đi kinh hành, các bước dỡ chân lên ra làm sao, bước tới như thế nào và lúc đặt chân xuống. Vậy thì trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ một lần nữa nói về cái cách thức đi kinh hành và thứ hai là các cái lợi ích có được khi chúng ta duy trì việc quan sát trong khi đi kinh hành. Thế thì trong một cái buổi trình pháp, chúng ta thấy rằng là mỗi thiền sinh có bình quân khoảng từ 6 đến 7 phút và đôi khi thì dài hơn là khoảng 8 phút là để chúng ta nói về các cái kinh nghiệm thực hành của mình. Và trong khi trình pháp, chúng ta sẽ nói về cái chuyển động phòng xẹp, rồi chúng ta nói về việc đi kinh hành và các cái sinh hoạt hàng ngày khác, việc duy trì chánh niệm ra làm sao. Nếu như mà một người thiền sinh có một cái kinh nghiệm tốt, một cái quan sát cẩn thận và kỹ càng thì có rất nhiều điều để có thể nói, có rất nhiều điều để có thể trình pháp. Và nếu mà chúng ta xuyên suốt cái các thức trình pháp như vậy thì cái buổi trình pháp có thể nó kéo dài 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi thì nó cũng rất là sinh động, vì là chúng tôi ngồi nghe thì cũng có rất nhiều điều cảm thấy thích thú và thời gian dường như là trôi qua nó cũng rất nhanh. Thế nhưng mà ngược lại, nếu như mà chúng ta lại không có tập trung được vào trên cái đối tượng của mình, thế rồi đến khi mà chúng ta trình pháp, chúng ta lại nói lạc đề sang những cái chuyện này, chuyện khác, thì cái thời gian sẽ mất nhiều hơn và dường như là cái người nghe cũng không có được một cái sự thích thú. Và cái thời trình pháp có thể là nó kéo dài tới 4-5 tiếng nhưng mà nó rất là buồn chán, không có một cái gì thú vị ở đó. Việc ngồi thiền, đi kinh hành và duy trì chánh niệm trong các cái hoạt động và sinh hoạt hàng ngày, nó có một cái sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta quan sát tốt trên đối tượng của mình, thì sau khi mà chấm dứt cái thời thiền đó, chúng ta đi kinh hành, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì quan sát tốt trên bước chân, dỡ bước đạp của mình, cũng như là trong các cái sinh hoạt hàng ngày khác. Thì ở đây nó cũng được ví giống như là một chiếc xe và cái bình ắc quy. Khi mà chiếc xe chạy thì là cái bình ắc quy nó sẽ được nạp, và khi bình ắc quy được nạp đầy, nó sẽ hỗ trợ trở lại cho chiếc xe, làm cho cái xe hoạt động tốt hơn. Như vậy thì luôn luôn có một cái sự hỗ trợ tương tác giữa chiếc xe và bình ắc quy. Và cũng vậy, nếu như mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta quan sát tốt, thì cái điều đó cũng nghĩa là chúng ta có được một cái sức định, có được một cái định lực. Và định lực ở đây nó cũng giống như là một cái dạng năng lượng sẽ giúp chúng ta quan sát tốt hơn khi đi kinh hành, cũng như là trong các cái sinh hoạt, các cái hoạt động khác. Thì như vậy, giữa việc ngồi thiền, việc đi kinh hành và sinh hoạt hàng ngày luôn luôn duy trì có chánh niệm, chúng luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Như đã nói ở trong cái phần hướng dẫn lúc ban đầu, thì việc đi kinh hành sẽ được diễn ra trong 1 giờ đồng hồ. Và ở đây chúng ta có thể theo 3 bước. 20 phút đầu tiên là chúng ta theo dõi phải, trái, khi mà chúng ta bước chân phải, chân trái. 20 phút tiếp theo thì chúng ta ghi nhận dỡ và đạp
khi chúng ta nâng chân lên và hạ chân xuống, và 20 phút sau cùng đó là dỡ, bước và đạp. Khi mà chúng ta nâng chân lên, đưa chân ra phía trước và đặt chân xuống, thì như vậy trong 1 giờ đồng hồ, nếu như mà chúng ta liên tục duy trì trên cái sự đi kinh hành của mình, thì chúng ta cũng có thể thực hiện đó là 30 phút cho việc dỡ và đạp. Chúng ta niệm dỡ đạp trong 30 phút, và 30 phút sau là chúng ta quan sát dỡ, bước và đạp. Trong chú giải thì có giải thích rằng là khi mà chúng ta đi kinh hành, lúc dỡ chân lên thì chúng ta sẽ ghi nhận được các cái cảm giác, ví dụ như là chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, và chúng ta cảm thấy có một cái lực để nâng đỡ, tách bàn chân ra khỏi cái sàn hay là trên mặt đất. Và khi mà chúng ta ghi nhận được các cái lực nâng đỡ đó, chúng ta cảm nhận thấy được cái sự nhẹ đó, thì có nghĩa là chúng ta đã đang ghi nhận về yếu tố phong đạo hay là yếu tố gió. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta bước chân tới, lúc này yếu tố gió ngày càng trở nên nổi trội, và chúng ta ghi nhận được cái lực đẩy của gió. Và càng ngày càng hạ xuống, chúng ta ghi nhận được cái sự nặng, vân vân, cái sự kết dính của nó, có nghĩa là cái yếu tố nước trở nên nổi trội trong quan sát. Và khi chúng ta chạm tới mặt đất thì lúc này là cái yếu tố địa đạo hay là yếu tố đất sẽ trở nên nổi trội. Chúng ta cảm thấy được các cái sức nặng, chúng ta cảm nhận được các cái sự xúc chạm, vân vân. Đó là cái yếu tố về đất hay là địa đạo. Xin lỗi, xin chỉnh lại một chút, tức là khi mà chúng ta bước chân lên thì cái yếu tố nó nổi trội đó là yếu tố hỏa đại. Chúng ta cảm nhận được cái yếu tố của hỏa đại. Rồi khi mà chúng ta đưa chân ra thì cái yếu tố gió nó sẽ nổi trội. Và khi chúng ta hạ dần chân xuống thì lúc này là cái yếu tố đất nó sẽ nổi trội. Vậy nếu như chúng ta đi kinh hành, chúng ta có một cái sự quan sát tốt, thì lúc này chánh niệm và định sẽ được phát triển một cách vững mạnh. Và sau khi kết thúc cái thời đi kinh hành, chúng ta quay trở lại ngồi thiền, thì với cái sức định cũng như là chánh niệm được duy trì một cách liên tục trong khi đi kinh hành sẽ giúp chúng ta quan sát hơn khi chúng ta quay trở lại ngồi thiền. Và rồi khi mà cái thời ngồi thiền đã xong thì chúng ta cũng có thể đi vệ sinh đôi chút và tiếp tục duy trì cái sự thực hành đi kinh hành của mình. Chúng ta có thể chọn một cái nơi nào đó và đi kinh hành trong suốt cái thời gian ít nhất là từ 45 phút trở lên cho tới 1 giờ đồng hồ, sau khi mà chúng ta có thể đi vệ sinh, làm một số việc lặt vặt và tiếp tục duy trì cái việc thực hành đi kinh hành cho tới 45 phút hay 1 giờ đồng hồ. Trong chú giải có nói rằng khi mà chúng ta dỡ chân lên thì là có một cái bước dỡ, và lúc đẩy ra thì chúng ta có thể ghi nhận là có hai cái niệm đẩy hay là hai cái bước khi mà chúng ta đẩy bước chân của mình tiến về phía trước. Và rồi tiếp tới đó là chúng ta hạ, chúng ta chạm và chúng ta ấn. Như vậy thì nếu mà quan sát một cái tiến trình của một cái bước chân thì chúng ta thấy là nâng, rồi bước, bước, hạ, chạm và ấn. Như vậy thì chúng ta quan sát chi tiết thì là nó có khoảng 6 cái niệm hay là 6 cái chi tiết như vậy, theo như chú giải đã trình bày. Như vậy thì một cách rất là hệ thống thì chúng ta có thể thấy là người thiền sinh trong 1 giờ đồng hồ đi kinh hành thì 30 phút đầu tiên người ta có thể theo dõi cho là dỡ, bước và đạp. Thế rồi 30 phút sau có thể là dỡ, bước, bước, hạ, chạm, ấn. Hoặc là trong xuyên suốt 1 giờ đồng hồ người ta có thể duy trì cái việc quan sát theo 6 bước, đó là dỡ, bước, bước, hạ, chạm, ấn. Thì tùy vào
từng thiền sinh, xem là cái cách nào nó thích hợp, nó phù hợp. Như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái vòng khép kín trong suốt một ngày hành thiền của chúng ta. Đó là ngồi thiền, đi kinh hành, quan sát sinh hoạt hàng ngày, rồi lại tiếp tục ngồi thiền, đi kinh hành, sinh hoạt hàng ngày. Như vậy chúng ta không có tạo ra các cái khoảng hở, và chánh niệm luôn luôn được duy trì một cách miên mật và sít sao. Thì khi mà chúng ta duy trì chánh niệm một cách miên mật và sít sao như thế này, thì cái việc thực hành của chúng ta sẽ dần dần trở nên dễ dàng hơn, không có quá khó khăn. Vậy thì vấn đề ở đây làm sao chúng ta khép kín được một cái vòng như vậy và luôn luôn duy trì cái sự quan sát có chánh niệm một cách sít sao khi ngồi thiền, khi đi kinh hành và trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày. Và nhiều thiền sinh khi mà trình pháp thì chẳng có gì để nói ngoài việc là lúc nào cũng suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm, mà không vọng tưởng phóng tâm thì lại hôn trầm, quanh đi quẩn lại là hai cái như vậy. Điều đó có nghĩa là người thiền sinh này đã không có thực hành chánh niệm một cách miên mật, không có một cái sự tinh tấn, một cái sự cố gắng. Cũng có thể là đi kinh hành nó chưa có đầy đủ, và đến khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta lại không duy trì cái việc quan sát trên đối tượng của mình. Và nếu không duy trì quan sát trên đối tượng, hoặc là chúng ta đi kinh hành không đủ thời gian và không duy trì cái việc đi kinh hành, điều đó có nghĩa là cái chánh niệm của chúng ta nó yếu và cái sự tinh tấn không có. Sự tinh tấn không có thì không thể nào nó hướng tới và duy trì cái việc bám trên đối tượng. Như vậy thì các cái phẩm chất liên quan ở đây đó là chánh niệm, định và tinh tấn không được quân bình. Và như vậy thì không thể nào mà chúng ta có thể khắc phục được các cái tình trạng như là vọng tưởng phóng tâm hay là hôn trầm trong thiền tập của mình. Đối với kinh nghiệm của tôi thì ngay cái lần tham gia cái khóa tu đầu tiên, tôi luôn luôn tuân thủ theo thời khóa, có nghĩa là luôn luôn bám sát việc ngồi thiền, đi kinh hành và trong các cái sinh hoạt hàng ngày luôn luôn duy trì được chánh niệm. Và cũng chính nhờ vậy thì khi mà quay trở lại cái thời ngồi thiền, tôi hầu như không bao giờ bị rơi vào hôn trầm. Và nếu chúng ta duy trì một cách miên mật như vậy thì các cái yếu tố chánh niệm, định và niệm sẽ được quân bình trong thiền tập. Và như vậy bất kỳ khi nào chúng ta ngồi thiền, chúng ta sẽ quan sát tốt trên đối tượng mà không bị rơi vào các cái trở ngại mà rất nhiều thiền sinh hay phàn nàn, đó là vọng tưởng phóng tâm hay là bị hôn trầm. Và trong chú giải thì có nói một cái câu chuyện liên quan tới một ngài trưởng lão, và đặc biệt là ngài đã thực hành cái việc đi kinh hành một cách rất là miên mật. Ngài có tên là Mahabhusa Dewa Thera. Ở đây khi mà ngài đi vào làng đi bát cũng như là từ làng trở về, thì ngài luôn luôn duy trì sự quan sát trên từng bước chân của mình, bám sát từng bước chân một cách có chánh niệm. Và bất kỳ khi nào mà 4-5 bước chân hay là một vài bước chân nào mà ngài cảm thấy đã bị thất niệm, thì ngài luôn luôn quay trở lại cái vị trí mình bị thất niệm và lại tiếp tục ghi nhận từ đó. Và nhiều khi là ngài lặp đi lặp lại, làm đi làm lại điều này nhiều lần, có nghĩa là ngài quay trở lại cái nơi mà mình đã bị thất niệm, không ghi nhận được từng bước chân. Và rồi dân làng xung quanh người ta nhìn và rất là ngạc nhiên, không biết là ngài đang làm gì hay là ngài đang tìm kiếm cái gì, không biết là ngài có bị rơi cái đồ vật gì không. Thế rồi người ta cũng tò mò và cũng có người hỏi ngài, nhưng mà ngài cũng không có bận tâm, không có quan tâm đến và người ta đang tò mò đối với cái hành động của mình. Ngài luôn luôn bám sát, luôn luôn duy trì trên sự thực hành của mình, và việc thực hành này đã được duy trì trong 19 năm liên tục. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật cũng có nói về các cái lợi ích hay là 5 lợi ích
của việc đi kinh hành. Nhân tiện thì xin bổ sung một chi tiết nữa cho quý vị liên quan tới cái câu chuyện vừa rồi, mặc dù là Ngài không có nói tới. Và Ngài trưởng lão đó đã duy trì cái việc thực hành của mình trong vòng 19 năm, và đến năm thứ 20 thì là Ngài đã đắc đạo quả A-la-hán. Và cái việc chúng ta thấy cái lợi ích đầu tiên ở đây trong khi đi kinh hành, đó là chúng ta kham nhẫn được đường dài. Thì điều đó cho thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền, thông thường là chúng ta ngồi 1 giờ đồng hồ, và sau khi ngồi thiền thì chúng ta sẽ đi kinh hành. Nếu mà luôn luôn duy trì được điều này thì nó sẽ tạo ra được một sự quân bình. Thế còn đa số, có một số thiền sinh thì là người ta có cái xu hướng là muốn ngồi lâu hơn, thì chúng ta có thể ngồi 1 giờ rưỡi hoặc là 2 giờ đồng hồ, thì sau đó chúng ta có thể quân bình trở lại với việc đi kinh hành. Nếu mà hai cái oai nghi hay là hai tư thế này luôn luôn được duy trì thì cái việc thiền tập của chúng ta nó sẽ đạt được rất nhiều cái tiến bộ. Nhưng mà có một số thiền sinh thì họ lại có một cái xu hướng là ngồi dài hơn, thì họ có thể ngồi tới 2 tiếng, 3 tiếng, thì đến cái thời mà đi kinh hành dường như là họ hơi có một cái sự chê ý hay là làm biếng. Thế rồi nếu mà lại còn ngồi lâu hơn nữa, tức là 4 đến 5 tiếng, thì dường như là họ không có một cái cảm giác là họ muốn đi kinh hành nữa. Thì chính vì vậy, ở đây Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh tới cái yếu tố là chúng ta cần phải có một cái sự quân bình giữa ngồi thiền và đi kinh hành. Như vậy thì thông thường người thiền sinh có thể là ngồi 1 giờ rưỡi hay là 2 tiếng đồng hồ, như vậy là tương đối thích hợp. Và sau đó chúng ta hãy cố gắng để quân bình với việc đi kinh hành trong 1 giờ đồng hồ. Lợi ích thứ hai đó là chúng ta tăng cường được sức tinh tấn. Nhiều khi chúng ta ngồi thiền, mặc dù là chúng ta đã có một cái sự cố gắng, một cái sự tinh tấn nhất định, nhưng nhiều khi nó không có đủ. Đâm ra là rất nhiều thiền sinh lại rơi vào cái tình trạng là bị khôn trầm. Và rồi đến cái thời thiền, hết cái thời thiền và đến khi đi kinh hành, thì chúng ta lúc này là cần phải có một cái sự nỗ lực, cố gắng để duy trì sự quan sát trên từng bước chân của mình. Và nhiều khi chúng ta phải để ý đến bước chân, không thì chúng ta cảm thấy nó mất thăng bằng, nó bấp bênh. Chính vì vậy mà chúng ta phải có một cái sự nỗ lực, một cái sự cố gắng để quan sát các cái chuyển động của bước chân. Chúng ta có thể theo dõi trên các cái chuyển động dỡ bước đạp, và chi tiết hơn thì chúng ta cũng có thể ghi nhận đó là dỡ bước, bước chạm, đạp và ấn đó. Thì theo các cái quan sát như vậy sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được cái sự nỗ lực, và ở đây có nghĩa là tinh tấn nó được phát triển một cách mạnh mẽ. Và cũng chính thông qua cái sự phát triển cái tinh tấn này sẽ giúp cho chúng ta khi quay lại trở lại ngồi thiền thì chúng ta sẽ quan sát tốt hơn. Lợi ích thứ ba của việc đi kinh hành đó là ít bệnh tật. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta ngồi thiền mà ngồi lâu quá thì là các cái cơ bắp của mình nó sẽ bị co rút, nó bị căng. Thế rồi chúng ta có cảm giác là mình mẩy, nó bị đau, chúng ta đau bụng hay chúng ta đau đầu hay là đau vai, đại khái là chúng ta có các cái căng, các cái đau. Và rồi ngồi thiền lâu như vậy thì cái lưu thông khí huyết nó không được đều. Chính vì vậy sau khi ngồi thiền thì chúng ta duy trì cái thời đi kinh hành cho nó tốt, thì giúp cho các cái trạng thái cơ thể nó được quay về với tình trạng ban đầu. Chúng ta sẽ làm cho nó tươi tắn trở lại thông qua các cái hoạt động của việc đi kinh hành. Lợi ích thứ tư đó là giúp cho chúng ta tiêu hóa được tốt các cái vật thực chúng ta ăn vào, chúng ta uống hay là chúng ta nếm. Nói tóm lại tức là giúp cho tiêu hóa tốt các cái vật thực. Nếu như mà chúng ta không có vận động, và ở đây có nghĩa là chúng ta không có đi kinh hành, thì nhiều khi chúng ta ăn vào chúng ta lại ngồi yên một chỗ, và rồi điều gì sẽ xảy ra? Đó là các cái tình trạng sẽ dẫn đến cái việc mà táo bón, cơ thể nó bị chây ì, và
khi mà có các cái hiện tượng như vậy thì rất dễ dàng là cái cơ thể của chúng ta nó lại dẫn tới các cái bệnh tật. Chính vì vậy, với cái việc đi kinh hành một cách đều đặn làm cho khí huyết lưu thông và các cái vật thực chúng ta tiếp nhận sẽ được tiêu hóa một cách dễ dàng. Và lợi ích thứ năm của việc đi kinh hành đó là sức định đạt được trong khi đi kinh hành sẽ được duy trì lâu hơn, dài hơn. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta quan sát tốt trên đối tượng của mình, đặc biệt là trong khi đi kinh hành, thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái sức định nhất định. Và bất kỳ những cái sức định nào đạt được trong khi đi kinh hành, nó có cái xu hướng kéo dài hơn và lâu hơn so với các cái sức định đạt được trong các cái oai nghi khác. Hàng ngày chúng ta có rất nhiều lần để đi từ cốc của mình tới thiền đường, rồi từ thiền đường tới nhà ăn, rồi lại từ nhà ăn về cốc, hay là từ thiền đường chúng ta đi lên phòng chính pháp, vân vân. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để quan sát cái bước chân của mình. Chẳng hạn từ cốc liêu quý vị đi tới thiền đường đó là 100 bước, hay là từ thiền đường chúng ta tới nhà ăn là 150 bước. Thì như vậy là chúng ta có 100 hay là 150 lần chúng ta ghi nhận các cái bước chân phải trái của mình. Cho dù là nếu như mà chúng ta không có ghi nhận được đều không sao cả, ít nhất là phần lớn cái thời gian suốt cái quãng đường đó là chúng ta luôn luôn có một cái sự ghi nhận. Chẳng hạn đi từ thiền đường tới nhà ăn đó là 150 bước chân. Và rồi nếu chúng ta có lỡ mất 20 bước thì ít nhất là chúng ta vẫn duy trì được cái niệm và quan sát của mình đó là 130 niệm. Thì như vậy là cái sự quan sát của chúng ta nó luôn luôn diễn ra được một cách sít sao và liên tục. Và cũng chính nhờ vậy mà chánh niệm, sức định sẽ được phát triển một cách tốt đẹp. Nếu chúng ta rời thiền đường, chúng ta về cốc, hay là chúng ta đi từ thiền đường tới phòng chính pháp, chúng ta luôn luôn có một cái sự quan sát, có chánh niệm phải bước, trái bước, phải bước, trái bước một cách miên mật. Và rồi đến khi chúng ta tới phòng chính pháp thì chúng ta ngồi xuống, đứng lên, tất cả các cái động tác luôn luôn được duy trì một cách sít sao. Thì nếu mà quan sát theo cách như vậy thì đến khi chúng ta chỉnh pháp là cái kinh nghiệm của chúng ta được trình bày một cách rất là chi tiết, rất là cụ thể và nó có ý nghĩa. Nhưng mà nếu chúng ta không có duy trì như vậy, chúng ta rời thiền đường một cách vội vã, chúng ta đi hối hả, không có quan sát, chúng ta vừa đi chúng ta lại vừa ngó đây ngó kia, thế thì đến khi mà chúng ta chỉnh pháp thì dường như là nó không có một cái sự chính xác, cái kinh nghiệm của chúng ta nói không được chính xác một cách rất là chung chung và hời hợt, không đi thẳng đường vào các cái bản chất. Thì như vậy cái buổi chỉnh pháp dường như là nó không tạo ra được một cái sự thích thú, một cái sự thú vị. Đó cũng chính là do chúng ta thiếu đi cái sự quan sát, thiếu đi cái sự sít sao đối với việc đi kinh hành của mình. Ở trung tâm của tôi ở Miến Điện thì chúng tôi cũng đi bát hàng ngày, và ở đó thì có hai cái ngôi làng, và tăng đoàn thì được chia ra làm hai nhóm để đi tới hai cái ngôi làng này. Và tôi cũng đi bát cùng với các cái vị sư. Thì trong suốt cái quá trình đi bát, tôi luôn luôn duy trì quan sát trên bước chân phải trái của mình. Và khi có các cái thí chủ đặt bát thì tôi cũng không chỉ nhìn lên xem là họ là ai và họ đặt bát những cái gì. Xuyên suốt trong cái thời gian đi kinh hành là tôi luôn luôn duy trì trên các bước đi của mình cho tới khi về tới thiền viện. Và về tới thiền viện, cái nhiệm vụ là vẫn tiếp tục duy trì sự quan sát khi tới thiền đường hay là tới cốc của tôi. Và ở đây cũng vậy, khi mà tôi đi tới nhà ăn, khi đi tới thiền đường hay là trở về cốc của mình, tôi cũng luôn luôn là duy trì sự quan sát trên từng bước chân phải trái. Và kể cả khi
ở một mình lúc đi vào toilet cũng luôn luôn duy trì chánh niệm. Thì nếu chúng ta có thể thực hiện một cách xuyên suốt, duy trì như thế, chánh niệm một cách miên mật trong tất cả các cái hoạt động như thế này, thì định và niệm sẽ luôn luôn tăng trưởng một cách tốt đẹp. Ở đây các thiền sinh chúng ta cũng vậy, trong một ngày chúng ta có rất nhiều các cơ hội để giúp chúng ta có thể duy trì việc thực hành chánh niệm của mình. Chúng ta có rất nhiều các cái thời để ngồi thiền, và rồi xen kẽ đó là các cái thời đi kinh hành, rồi chúng ta cũng đi từ thiền đường tới nhà ăn, hoặc là trở về các cốc liêu của mình, cũng như là sau khi trở về cốc của mình chúng ta cũng có các cái sinh hoạt khác. Nếu như mà chúng ta có một sự kính trọng, có một cái sự tôn trọng đối với pháp, chúng ta nhiệt tâm trong thực hành, thì trong suốt cả ngày liên tục duy trì sự quan sát như vậy sẽ giúp chúng ta tăng trưởng được sức định cũng như định lực của mình. Như vậy thì trong một ngày chúng ta sẽ có rất nhiều các cái thời gian để chúng ta duy trì cái việc quan sát của mình. Nếu như mà chúng ta thấy được các cái lợi ích của việc duy trì chánh niệm trong tất cả các cái hoạt động, khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta đi kinh hành và trong tất cả các cái sinh hoạt khác. Thế còn nếu chúng ta không có duy trì một cách miên mật như vậy, và nếu quý vị đi ra ngoài chúng ta không giữ mắt mình nhìn xuống, mà chúng ta lại nhìn đây nhìn kia, với cái việc mà chúng ta nhìn chỗ này chỗ khác một cách lơ đãng như vậy, có nghĩa là chúng ta đang phí phạm đi về thời gian. Cái việc làm đó là hoàn toàn vô ích, không có một chút lợi ích nào. Mà chúng ta cần phải hiểu rõ cái mục đích của chúng ta đến đây là để làm gì, tại sao mà chúng ta lại phải dành thời gian để tới đây. Chúng ta không phải là tới đây để nhìn đây nhìn kia. Nếu thấy được cái sự thiết thực, thấy được cái sự lợi ích của việc thực hành, nắm bắt làm sao để cái cách thức thực hành cho nó tốt, thì chúng ta sẽ có được nhiều cái lợi ích thu được trong cái khóa tu. Cho dù là chúng ta có thể là không có thực hành được hết một tháng, thậm chí là chúng ta có thể thực hành trong vòng 2 tuần, 10 ngày thôi, nhưng cũng có những cái lợi ích rất là thiết thực đối với bản thân. Thì chính vì vậy, với cái thời gian của một khóa tu như vậy là cũng tương đối là đủ để người thiền sinh nắm được về pháp môn, hiểu được về lợi ích của pháp hành và có một cái sự trân trọng đối với việc thực hành. Thì trong cái lần sau, khi mà chúng ta đã nắm vững được về cái cách thức thực hành, nắm vững được về cách thức quan sát và hiểu rõ được mục đích của việc hành thiền, thì những cái lần tới, cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ có được nhiều những cái tiến bộ hơn nữa. Chính vì vậy thì tôi cũng rất là mong muốn các cái thiền sinh để chúng ta có một cái sự miên mật và sít sao hơn trong việc thực hành. Chúng ta cố gắng khép mắt lại, nhìn xuống, chớ có nhìn đây nhìn kia, vì rất mất rất nhiều thời gian và phí phạm đi những cái thời giờ của chúng ta. Và cũng chính nhờ thế để giúp cho mỗi người chúng ta có được một cái sự lợi ích. Và lợi ích ở đây tức là lợi ích đối với từng bản thân, chứ không phải là lợi ích cho bất kỳ ai cả. Vậy thì tôi cũng mong muốn mọi người chúng ta nhận thức được điều này và dốc tâm vào cái việc thực hành để đạt được những cái lợi ích của khóa thiền. Và tới đây thì tôi cũng xin kết thúc bài pháp thoại và xin chúc tất cả quý vị luôn được an vui.